Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Văn Tính Tido. Và nếu các bạn đang quan tâm và muốn đầu tư sản phẩm xe tải D8 thì hãy cùng tôi cập nhật lại thông tin cũng như là về cái bảng giá và các cái chương trình ưu đãi trong tháng 6 năm 2024 này nhé các bạn nhé. Sản phẩm xe tải D8 này thì tôi xin phép được giới thiệu lại cho những bác tài nào mà chưa có cái nguồn thông tin về sản phẩm này. Đây là một sản phẩm xe tải 8 tấn cabin kép của nhà máy ô tô Đồng Vàng. Khi sử dụng sản phẩm này, các bạn sẽ có một chiếc xe có tải trọng lớn nhất trong phân khúc thùng 6m2 cho đến 6m3. Bởi vì hiện tại ở trên thị trường với phân khúc thùng 6m2, 6m3 có các sản phẩm nó chỉ tải loanh quanh từ 6 tấn 8 cho đến 7 tấn 4 thôi. Thế nhưng riêng D8 với thùng 6m3 được tải lên tới 8 tấn, rất là lợi tải cho các bác tài. Và cái sản phẩm này còn có một cái điểm đặc biệt các bạn có thể nhìn thấy ngay ở đây, đó chính là nó có một cái hệ thống cabin kép, có nguyên một hệ thống giường nằm ở đây, giúp các bác tài có thêm cái không gian để nghỉ ngơi trong những chặng đường dài, hoặc là các bạn đang chờ bốc hàng lên thì các bạn có thể nghỉ ngơi, các bạn sẽ phục hồi sức khỏe để tiếp tục các cuộc hành trình tiếp theo. Và ngoài ra sản phẩm này còn là một sản phẩm được nhập khẩu linh kiện CKD xe sassi về, sau đó chúng tôi đóng thùng cho lên về thùng bệ là chúng tôi có thể gia công theo nhu cầu. Vì thế nên là các bác tài có bất cứ cái nhu cầu gì để có thể chở phục vụ cái mặt hàng của các bạn, chúng tôi đều có thể đáp ứng. Và tiếp theo đó chính là về phần động cơ. Thì xe tải D8 đang được sử dụng động cơ rất là phổ thông, đó là động cơ U-Drive thế hệ mới. Động cơ này trước những năm 2024 thì được sử dụng trên rất nhiều dòng xe rồi. Và tập đoàn nổi tiếng như Thaco cũng đã sử dụng động cơ U-Drive. Và đây là một động cơ U-Drive thế hệ mới nhất 2024, được tích hợp nhiều tính năng. Và với cái dung tích xi lanh rất là vừa phải, chỉ 3.8 thôi, thì động cơ U-Drive trên xe tải D8 tạo ra một cái công suất cực đại là 160 PS. Và mô men xoắn cực đại là lên tới 650 Nm. Các bác tài lưu ý rằng cái xe tải này nó có thể kéo tải tốt hay không thì nó thể hiện ở một thông số, đó là mô men xoắn nhé các bác tài nhé. Thì xe tải D8 đang được là 650 Nm đó. Và ngoài ra xe tải D8 còn đang được mệnh danh là chiếc xe tải có cái chức năng an toàn hiện đại nhất hiện nay, bởi vì nó được trang bị tới 4 hệ thống phanh, là bao gồm phanh hơi ok, phanh Cupo, phanh ABS chống bó cứng 4 bánh và phanh cân bằng điện tử EBD đó. Và trên đây là những cái điểm mạnh của dòng sản phẩm xe tải D8 mà tôi vừa điểm qua cho các bác tài, để các bác tài có thể tham khảo về thông tin của xe. Các bác tài muốn có cái thông tin chi tiết hơn hoặc là các hình ảnh video mà quay từng bộ phận của xe thì có thể kết nối với số Zalo, số tôi đã để dưới góc màn hình rồi, để tôi có thể là gửi thông tin chi tiết hơn, hỗ trợ các bạn từ xa các bác tài nhé. Còn hiện tại xe tải D8 đang có chương trình gì trong tháng 6 năm 2024 này? Thì đầu tiên là về giá thành, hiện tại giá thành của xe tải D8 đang rất là mềm các bác tài nhé. Tùy từng phiên bản thùng thì xe tải D8 đang có giá lăn bánh khoảng 720 thôi. Nó rẻ hơn thời điểm trước khá là nhiều. Và ngoài ra thì chúng tôi vẫn hỗ trợ các bạn gói nội thất bao gồm là ghế da, giường da, bọc trần, cam hành trình, bọc vô lăng, trải sàn dàn kính. Khi các bạn đến với Autoedo, các bạn sẽ có một sản phẩm đầy đủ tem mác như sản phẩm mà tôi đang quay ở đây, cộng thêm với gói nội thất bên trong. Nó sẽ giúp cho các bạn có một cái xe hoàn hảo hơn, hoàn thiện hơn. Và hiện tại thì xe này trả góp hỗ trợ bao nhiêu? Tối đa với khách hàng chứng minh được nguồn thu là 532 triệu và tối thiểu là 425 triệu với khách hàng không chứng minh được nguồn thu. Và khi các bạn vay sản phẩm này, các bạn sẽ được vay tối đa trong 7 năm các bác tài nhé. Hiện tại lãi suất của ngân hàng đang cực kỳ tốt, với chỉ một năm đầu là khoảng độ 9% trong một năm, tức là chia theo tháng thì các bạn sẽ chịu cái lãi suất là 0,75%, 100 triệu là mất có 750 tiền lãi thôi các bác tài nhé. Và từ cái khoản vay thì các bạn có thể tính ra được rằng hiện tại xe tải D8 để muốn sở hữu sản phẩm này, các bạn chỉ cần trả trước khoảng độ là 180 cho đến 200 triệu là bao gồm tất cả các chi phí xuống đường rồi. Và khi mua trả góp bên ngân hàng, các bạn sẽ bắt buộc phải tham gia một gói, đó là bảo hiểm thân vỏ của ngân hàng các bạn nhé. Gói này thì các bạn sẽ làm việc trực tiếp với ngân hàng, sẽ tùy từng bên bảo hiểm mà cái gói bảo hiểm thân vỏ nó dao động từ 8 cho đến 9 triệu đồng. Đấy là cái khoản phát sinh của các bạn. Và vừa rồi thì tôi đã điểm ra lại các cái điểm mạnh của xe tải D8 cũng như là báo giá và báo về các cái chương trình khuyến mại của xe tải D8 trong tháng 6 năm 2024 này. Các bạn có nhu cầu đầu tư về sản phẩm xe tải D8 trong thời điểm tới thì có thể liên hệ với tôi để tôi có thể hỗ trợ các bạn nhiều hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.